Về giá cả thị trường, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 4 năm 2024 tăng 0,24% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 4 nhóm hàng tăng giá và 4 nhóm hàng giảm giá. Trong đó, giao thông là nhóm có chỉ số tăng cao nhất do các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh tăng. So với cùng tháng năm trước, CPI tháng 4 năm 2024 tăng 3,06% so với cùng kỳ. CPI 4 tháng đầu năm 2024 tăng 2,45%. Trong đó, thuốc và dịch vụ y tế là nhóm hàng hóa có mức tăng cao nhất, 9,08%.